Chào mừng các em học sinh đã đến với series giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 của anh Ngữ Dinh. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu phần Skills 2 của Unit 8, Tourism là chủ đề về du lịch nhé. Ở trong phần Skills 2 này, trước hết cô và các em sẽ cùng đi qua những từ mới để chúng ta có thể làm được các bài tập sau nhé. Trong bài tập ngày hôm nay, chúng ta chỉ có duy nhất một từ mới thôi, đó là từ Promote. Promote, đây là một động từ có nghĩa là giúp phát triển hay là quảng bá đấy. Sau khi chúng ta nắm được nghĩa từ này rồi, thì chúng ta sẽ cùng đi vào làm bài tập đầu tiên nhé. Ở bài tập đầu tiên, chúng ta cần phải làm việc theo cặp này và trả lời câu hỏi sau. Is tourism important to Vietnam? Cái ngành du lịch thì có quan trọng với Việt Nam hay không? Và đưa ra lý do nhé. Chắc chắn là ngành du lịch rất quan trọng với Việt Nam đúng không? Cô sẽ có một câu trả lời mẫu như sau này. Tourism is extremely important to Vietnam. Du lịch là một cái ngành cực kỳ quan trọng đối với Việt Nam này. Firstly, đầu tiên, it contributes significantly to Vietnam's economy. Đầu tiên là nó đóng góp vô cùng lớn tới nền kinh tế đất nước Việt Nam này. Tourism supports various industries such as hospitality, transportation, food and beverage, souvenir sales and more. Cái ngành du lịch này thì nó hỗ trợ cho rất là nhiều các cái ngành khác nhau. Ví dụ như là hospitality là ngành nhà hàng hay là khách sạn này. Đây là vận tải, food and beverage, thực phẩm và đồ uống này, kinh doanh đồ lưu niệm cũng như là nhiều lĩnh vực khác nữa. In addition, ngoài ra, tourism promotes cultural exchange and understanding. Du lịch cũng thúc đẩy cái sự giao lưu văn hóa và sự hiểu biết này. Foreigners can immerse themselves in Vietnam's rich traditions. Những người nước ngoài có thể đắm mình vào truyền thống văn hóa phong phú của người Việt Nam. And local communities have the opportunity to interact with tourists. Và những cái cộng đồng địa phương thì sẽ có cơ hội được tương tác với du khách. Chúng ta có động từ là immerse oneself in something, có nghĩa là ai đó đắm chìm vào một điều gì đó này. Sang đến bài tập số 2, đây là một bài chúng ta sẽ cần phải nghe đoạn audio và đánh dấu tích vào đáp án là đúng hay là sai này. Trước hết chúng ta sẽ cùng lắng nghe đoạn audio nhé. Unit 8, page 27. Skills 2. Listening. Activity 2. Listen to the lecture and tick true or false. Thanks to the widespread use of modern means of transport, people have more choice of holiday destination and can now visit even the remotest parts of the world. Tourism has certainly become an important factor in the development of many countries. An obvious benefit of tourism is that it plays a key role in economic growth. It contributes greatly to the income of a region or country. It also brings job opportunities to all kinds of people and therefore helps promote prosperity in diverse fields. Another positive aspect of tourism is that it helps promote international understanding and cooperation among nations. In addition, tourism can improve the standard of living of local or rural communities, so young people are encouraged to stay in their hometown to build a good life rather than move to big cities. Finally, tourism brings cultural benefits, as travelers learn about the history and culture of a place and spread them around the world. On the other hand, the drawbacks of tourism can't be denied. Vậy thì sau khi chúng ta lắng nghe xong đoạn audio thì cô và các em sẽ cùng thử đọc qua cũng như là dịch đoạn audio đấy. Sau đấy chúng ta sẽ cùng làm bài tập nhé. Đoạn audio của chúng ta là thanks to the widespread use of modern means of transport. Nhờ vào cái việc sử dụng rộng rãi các phương tiện giao thông hiện đại này, people have more choice of holiday destination and can now visit even the remotest part of the world. Có nghĩa là mọi người có thể có nhiều lựa chọn hơn về điểm đến trong kỳ nghỉ và giờ đây họ có thể đến thăm ngay cả những nơi xa xôi nhất trên thế giới. Chúng ta có từ remote, nếu mà so sánh nhất sẽ là remotest này. Tourism has certainly become an important factor in the development of many countries. Du lịch chắc chắn đã trở thành một yếu tố rất là quan trọng trong sự phát triển của nhiều quốc gia.
Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến lợi ích này. An obvious benefit of tourism is that it plays a key role in the economic growth. Một lợi ích rõ ràng của du lịch là nó đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng kinh tế. It contributes greatly to the income of a region or country. Nó đóng góp rất lớn vào thu nhập của một khu vực hay là một quốc gia này. It also brings job opportunities to all kinds of people. Nó cũng mang lại những cái cơ hội việc làm cho tất cả mọi người. Và do đó này, therefore helps promote prosperity. Chúng ta có từ prosperity này là sự thịnh vượng đó, sự giàu có, sự thịnh vượng. In diverse fields, trong nhiều những cái lĩnh vực khác nhau. Another positive aspect of tourism is that it helps promote international understanding and cooperation among nations. Một cái khía cạnh tích cực khác của du lịch đó là nó giúp thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác quốc tế giữa các quốc gia này. Ngoài ra, in addition, tourism can improve the standard of living of local or rural communities. Du lịch có thể cải thiện mức sống của cộng đồng địa phương hoặc là ở các vùng nông thôn này. So, young people are encouraged to stay in their hometown. Vì vậy nên giới trẻ được khuyến khích ở lại quê hương để build a good life rather than move to big cities. Để có thể xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn là chuyển đến các thành phố lớn này. Và finally, tourism brings cultural benefits. Cuối cùng thì du lịch mang lại lợi ích văn hóa khi mà as travelers learn about the history and culture of a place. Khi mà du khách tới tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của một địa điểm and spread them around the world và truyền bá chúng ra khắp thế giới. Rồi on the other hand, mặt khác này thì chúng ta sẽ có đoạn sau là về những cái nhược điểm của tourism đây. The drawbacks of tourism can be denied, không thể phủ nhận những hạn chế của du lịch. Sau đấy đoạn audio của chúng ta dừng lại này. Vậy thì sau khi lắng nghe xong đoạn audio, chúng ta hoàn toàn có thể làm được bài True False rồi đúng không hả các em? Quay trở lại bài tập của chúng ta. Câu đầu tiên, tourism plays an important part in the development of many nations. Du lịch đóng vai trò rất là quan trọng trong cái sự phát triển của nhiều quốc gia. Vậy thì chúng ta sẽ có đáp án này là đáp án chính xác, chúng ta tích vào True. Câu số 2, modern transport promotes tourism. Những cái phương tiện giao thông hiện đại thì đã giúp thúc đẩy ngành du lịch. Câu này cũng là một câu chính xác. Chúng ta có câu trong đoạn là thanks to the widespread use of modern means of transport, people have more choice of holiday destination and can now visit even the remotest part of the world rồi này. Và tiếp theo, câu số 3, tourism depends on the income of a country. Ngành du lịch phụ thuộc vào cái mức thu nhập của một quốc gia thì đây là một đáp án chưa chính xác, chúng ta tích vào false. Bởi vì chúng ta chỉ nhắc tới trong đoạn hội thoại đấy là du lịch sẽ giúp đóng góp lớn tới cái thu nhập của quốc gia chứ không phụ thuộc vào thu nhập của quốc gia nha. Và câu số 4, people's lives get better with the development of tourism. Cuộc sống của con người thì trở nên tốt hơn với sự phát triển của ngành du lịch. À, đây cũng là một đáp án chính xác luôn, bởi vì các em còn nhớ ngành du lịch nó mang lại những cái lợi ích hay là cơ hội về mặt nghề nghiệp đúng không? Tới tất cả mọi người và từ đó giúp thúc đẩy sự giàu có trong các cái lĩnh vực khác nhau này. Và câu số 5, tourism helps promote international understanding and cooperation. Câu này cũng là một đáp án chính xác. Du lịch giúp thúc đẩy sự hiểu biết và sự hợp tác giữa các quốc gia. Và cuối cùng, young people go to big cities to meet foreign tourists. Là người trẻ thì tới các thành phố lớn để gặp du khách nước ngoài. Câu này là một câu sai. Bởi vì là bài nghe cho biết du lịch sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống ở các cộng đồng địa phương hay nông thôn, nên người trẻ sẽ được khuyến khích ở lại quê nhà hơn là tới các thành phố lớn. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe lại đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng nhất nhé. Câu hỏi của chúng ta trong phần này là the next part of the lecture probably continues to discuss. Cái phần tiếp theo của đoạn văn thì có lẽ sẽ thảo luận về vấn đề là đáp án A là các lợi ích khác của ngành du lịch, hay là B, ngành công nghiệp du lịch ở Việt Nam, hay là C, những cái ảnh hưởng tiêu cực của ngành du lịch. Vậy thì đoạn hội thoại kết thúc ở thông tin rằng du lịch cũng có một số những cái mặt trái đúng không ạ các em? Vậy chúng ta sẽ khoanh vào đáp án C, the negative effects of tourism. Sang đến bài tập số 4 sẽ là một bài tập về kỹ năng writing, kỹ năng viết này.
Ở đây chúng ta sẽ cần phải nói về những cái tác động tiêu cực của ngành du lịch tới một vùng hay là một quốc gia. Và chúng ta đã có một số ý tưởng cho sẵn như sau này. Ví dụ như là natural environment is damaged, có nghĩa là môi trường tự nhiên là bị phá hủy, đúng không ạ các em? Hay là natural beauty is spoiled, cái vẻ đẹp tự nhiên thì bị phá hỏng. Hay traditional ways of life are affected, có nghĩa là cái lối sống truyền thống này thì bị ảnh hưởng. Và cuối cùng là social problems may arise, sẽ nảy sinh ra những vấn đề về xã hội. Vậy thì dựa trên những cái gợi ý này, cô sẽ có một cái bài viết mẫu như sau này. Bài viết của cô là tourism can have negative effects on a region or country. Đây là câu mở đầu, có nghĩa là du lịch có thể có những cái tác động tiêu cực tới một khu vực hay một quốc gia, và cô sẽ đưa ra những cái luận điểm như sau. Luận điểm đầu tiên, firstly, the increase in tourist traffic and tourism activities can result in environmental degradation and pollution. Chúng ta có từ degradation là sự xuống cấp đấy. Thứ nhất, sự gia tăng cái lưu lượng khách du lịch, tourist traffic này, và hoạt động du lịch là tourism activities, thì nó có thể gây ra sự suy thoái môi trường và ô nhiễm. Thứ hai, secondly, uncontrolled construction, có nghĩa là việc xây dựng không kiểm soát, and improper waste disposal, có nghĩa là việc xử lý chất thải không đúng cách, thì có thể ruin, là phá hủy cái vẻ đẹp tự nhiên, and diminish the attractiveness of the destination, có nghĩa là làm mất đi cái nét hấp dẫn của các cái điểm đến. Moreover, hơn nữa, increasing tourists with different demands, cái lượng du khách ngày càng tăng cùng với cả những cái nhu cầu khác nhau, thì may lead to the loss of traditional cultural values and the lifestyle of the local people, có thể sẽ dẫn đến sự mất đi những cái giá trị văn hóa truyền thống và lối sống của người dân địa phương, đúng không? Và another problem is the emergence of social problems. Một cái vấn đề khác đấy là sự xuất hiện của những vấn đề xã hội này, như là overcrowding, là sự quá tải dân số này, increased crime rates, là tăng tỷ lệ tội phạm, và cultural conflicts, xung đột văn hóa. Vậy thì sang đến bài tập số 5 của phần writing này, chúng ta sẽ lựa chọn một cái tác động tiêu cực mà chúng ta vừa kể đến ở phía trên và viết một đoạn văn về nó. Hãy đảm bảo là sẽ sử dụng những từ nối này nhé. Các em có thể thấy trên màn hình là 3 loại từ nối. Đầu tiên, thứ hai và thứ ba, hơn nữa sau đó thì chúng ta có thể có là first, firstly, the first, one of the gì đó này, hoặc là second, secondly, another, third, thirdly, furthermore, hoặc là in addition. Chúng ta hãy cố gắng lưu ý sử dụng những từ nối này ở trong đoạn văn để giúp đoạn văn của chúng ta thêm mạch lạc nhé. Ở đây cô có một đoạn văn gợi ý như sau. Ở đây cô lựa chọn vấn đề của ngành du lịch, đấy là ảnh hưởng tới lối sống truyền thống này. Cô có đoạn văn là as tourism is constantly growing, với sự phát triển không ngừng của du lịch này, it has exerted a negative impact. Chúng ta có cụm là exert a negative impact, đó là gây ra những tác động tiêu cực, on traditional ways of life, đến lối sống truyền thống. The first consequence is that, cái hậu quả đầu tiên đó là certain aspects of traditional life, một số những cái khía cạnh của cuộc sống truyền thống, tend to be presented in a way that appeals to visitors, có xu hướng được thể hiện theo hướng là thu hút du khách. Điều này có thể dẫn đến điều gì nhỉ? This can lead to a loss of depth and authenticity. Đây là cái tính sâu sắc và tính chân thực này. As traditions become simplified or even distorted to fit the expectations of the tourism market. Nguyên nhân là do đâu nhỉ? Bởi vì các cái truyền thống này nó được đơn giản hóa, simplified, hoặc là thậm chí còn bị biến tướng, distorted, để có thể phù hợp với cái kỳ vọng của thị trường du lịch. In addition này, ngoài ra, as local communities interact with a diverse range of visitors, khi mà các cái cộng đồng địa phương tương tác với đa dạng các du khách, thì they may be influenced by different cultural norms, values and behaviors. Họ có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái quy tắc, giá trị hay là hành vi văn hóa khác nhau. People might adopt new practices. Người ta có thể học theo các cái phong tục tập quán mới.
and quit their traditional ways of lives, và từ bỏ cái lối sống truyền thống của mình. Điều này rất là đáng báo động đây. Hơn nữa này, furthermore, there may be a shift from traditional occupations to those that directly serve the tourism industry. Hơn nữa, có thể cũng sẽ có sự chuyển đổi từ các nghề truyền thống sang cái nghề phục vụ trực tiếp cho ngành du lịch. Ví dụ như là hospitality, là cái ngành nhà hàng khách sạn. This shift in economic activities can have both positive and negative consequences. Cái sự chuyển đổi này trong hoạt động kinh tế có thể mang lại cả tác động tích cực và tác động tiêu cực này. It may offer new opportunities for income generation. Nó có thể tạo ra cơ hội mới cho việc tạo ra thu nhập. Nhưng mà cũng dẫn đến cái gì nhỉ? Also lead to a loss of traditional skills and knowledge. Cũng dẫn đến sự mất mát các cái kỹ năng và kiến thức truyền thống rồi. In conclusion, tóm lại, the rapid development of tourism, cái sự phát triển quá là nhanh của ngành du lịch như thế thì can bring about a change in the lifestyle of local communities. Có thể sẽ mang lại sự thay đổi về lối sống của cộng đồng địa phương này. Vì vậy nên it is crucial. Chúng ta cần phải balance between preserving traditional ways of life, cân bằng giữa việc bảo tồn lối sống truyền thống và embracing the positive aspects of tourism. Embrace có nghĩa là tiếp thu này, những cái khía cạnh tích cực của ngành du lịch. Vậy là qua bài học ngày hôm nay, chúng ta đã được trao đổi về tầm quan trọng của ngành du lịch. Chúng ta cũng được nghe và trả lời câu hỏi về lợi ích của ngành này, cũng như là bàn luận và viết đoạn văn về hạn chế của cái ngành du lịch đấy. Ngoài ra, chúng ta cũng được luyện tập sử dụng các từ nối trong bài viết, đúng không ạ các em? Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Đừng quên subscribe và bấm nút chuông để không bỏ lỡ các bài giải sách giáo khoa tiếng Anh sau của anh Ngữ Jim nhé. See you soon!